Cái chết bất thường của bệnh nhi 3 tuổi, trên người có nhiều vết bầm kỳ lạ. Ngày 18 tháng 1, nguồn tin tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, khoa cấp cứu nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, phù não, xuất huyết não, bệnh nhi tử vong sau đó. Cụ thể, bé PTT, 3 tuổi, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, được chuyển từ Bệnh viện quận Bình Tân đến trong tình trạng tiên lượng nặng. Trước đó, khi được đưa vào bệnh viện tuyến dưới, bé đã ngưng tim, ngưng thở, phải hồi sức hơn 30 phút để tim đập trở lại và đặt nội khí quản bóp bóng trợ thở. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi đã hôn mê sâu, đồng tử giãn, trụy tim mạch. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có nhiều vết bầm xuất huyết dưới da khắp cơ thể, tay, chân, nên tiến hành tìm hiểu từ phía gia đình. Tuy nhiên, cha của bệnh nhi khai nửa tháng trước đã thấy những vết bầm này và không rõ nguyên nhân vì sao có, nên đưa con đi khám tại cơ sở y tế tư nhân nhưng chẩn đoán không rõ, điều trị không rõ. Các bác sĩ đã truyền thuốc vận mạch, hồi sức, truyền các yếu tố xử lý rối loạn đông máu cho bệnh nhi. Tuy nhiên, dù được điều trị tích cực, nhưng đến rạng sáng ngày 17 tháng 1, bệnh nhi rút hơi thở sau cùng. Theo người điều trị, tình trạng phù não, xuất huyết não của bệnh nhi là rất nhiều và hiếm thấy. Kể cả ở trẻ bị đột tử do thiếu oxy não. Được biết, bé T sống với cha từ nhỏ do mẹ đã bỏ đi. Thời gian gần đây, cha phải đi chăm ông nội bệnh nên bé được gửi cho dì. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy não bệnh nhi phù rất nhiều, kèm xuất huyết, tăng áp lực nội sọ, tụt não. Ngoài ra, bệnh nhi còn xuất huyết phổi, rối loạn đông máu vừa nên được truyền các yếu tố trị rối loạn đông máu. Bệnh viện Nhi Đồng 1 hội chẩn toàn bệnh viện, thống nhất đây là trường hợp ngưng tim, ngưng thở trên bệnh nhi phù não, xuất huyết não, phù não lan tỏa. Theo bác sĩ Phương, trên bệnh nhi này, bác sĩ nghĩ đến hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là xuất huyết não do bệnh lý và thứ hai có thể do chấn thương. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phương, trong 30 năm hành nghề, ông chưa thấy bệnh nhi nào bị phù não mức độ nhiều, xuất huyết não như bệnh nhi trên, kể cả bệnh nhi bị đột tử do thiếu oxy não, ngưng tim, ngưng thở. Nguyên nhân vì sao thì các bác sĩ không kết luận được và chờ công an điều tra. Một thông tin khác nhận được là khi các bác sĩ đang cấp cứu, tim bệnh nhân còn đập nhưng người nhà lại xin về, tuy nhiên các bác sĩ không chấp nhận. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bệnh nhi.